Hello, xin chào các bác nhá. Nay em sẽ quay các bác một chiếc, nó là check margin 7. Đấy, các bác nhìn thấy con này nó có đặc điểm gì không? Các bác nhìn ngay đặc điểm của nó là hai cặp bánh. Con này lên thì không lên đồ gì cả, chỉ lên cặp bánh thôi. Nhưng mà em thấy lên cặp bánh này khá là hợp với cả cái tông màu tổng thể. Con này mà lên được cặp đi đan màu cam hay là màu đỏ nữa thì hết bài. Không còn bài gì chê nữa các bác nhé. Đấy, anh ấy lên một cặp lốp Maxxis Low bánh 29 xe M. Đấy, nhìn khá là ngon, rất là ngon luôn. Đấy, khá led. Thì bên em thì chỉ làm hàng xách tay thôi các bác nhá, hàng xách tay, không phải làm bán hàng cho đại lý phân phối tại Việt Nam. Bên em cũng khẳng định luôn một điều đấy, bên em là hàng xách tay, các bác có để order các mẫu nào mà các bác cần thì bên em sẽ tìm và order cho các bác. Và khi nào về Việt Nam thì bên em sẽ báo. Đấy, hiện tại bên em cũng đang nhận order dòng Margin 7 và cũng đang sẵn vài trước. Em order dư ra một chút. Đấy, khá là đẹp luôn. Margin 7 màu đỏ cam. Đấy, cái màu này thì vẫn đang ok. Size M các bác nhá. Size M hoặc là ML hoặc là L bên em cũng còn, còn là S cũng còn. Đấy, các bác cần thì cứ nhu cầu liên hệ bên hẻm Xiaomi, số điện thoại là 0705678567. Đấy, Margin 7 các bác nhìn chữ này, nó led luôn, rất đẹp. Đấy, cặp mà lốp to tròn, cái lốp của nó là 2.25 các bác nhé, vừa phải thôi, đủ để chơi, không to quá, không nhỏ quá, đẹp. Cái viền lốp Maxxis thì các bác không chê vào đâu rồi, em quay kỹ cho các bác xem này. Maxxis, mặt bên này là chữ Maxxis này, mặt bên đây thì cũng có chữ Maxxis, nhưng nó có chữ icon ở đây, ZK này. Đấy, công nghệ làm lốp của nó, con này đi ok. Đấy, các bác nào cần độ mâm miếc thì bên em hãm xe nhận hết. Ok các bác nhá.